Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá một cái vườn rau của nhà bà lão rất hay trồng ở khu vực này. Bà đã làm sớm thế à? Bà thấy vườn rau của bà đẹp quá. Đẹp nhờ, chỗ này của bà thất đây à? Của nhà bà phải sớm. Thế à? Đây như kiểu là mang đất phù sa về sao vậy ạ? Vậy là đổ thêm. Vâng. Để mua đó thì đổ thêm. Vâng. Khai phá đất để trồng rau. Nhà bà ở nhà nào đấy ạ? Vâng. Bên cạnh kia cũng một bà nhà C ra đấy. Chỗ bên cạnh này cũng của một bà nhà C. À đây ạ? À đây ạ? À bà là nhà bà nhà chị Thú đấy à? Chồng cháu ở sở thông tin. Chồng cô tên là gì? Châu. Bác Châu lái xe. Đó, tôi làm bên đó, còn cái nhà này là nhà hàng xén. Bà này bà ấy làm được nhiều thật. Bà ấy đầu tiên là của cái nhà ông người tầng 5 này, ông chơi đấy. À, ông cho lại à? Ừ, ông chơi xong bà ấy chăm. Nhưng mà nước cũng vất vả bà nhỉ. Đầu tiên bà có con mũi má này. Đấy đấy. Đầu tiên cho ông ấy cho mượn. Ông ấy cho mượn, ông bà làm đi. Ừ. Ông ấy còn đến cho ông nói, nhưng mà giờ ông ấy này mua nhà đằng kia rồi. Ừ. Ông ấy chơi thọt vùng lắm này, vùng ra. Vâng. Dàn nước suốt ngày cho thấy bà này bà lọ mọ ở đây. Bà ấy làm để cho anh em ăn đấy, chứ còn nhà bà ấy độc hai anh em, à hai vợ chồng mà. Vâng. Còn nó ở riêng thế anh em nó cho quen. Đây rau này các bạn nhìn thấy không? Đây là rau muống, vườn rau của các bà già khu chung cư trồng. Đây là rau ngót.
có một cái ổ rất là sai nhé mọi người. Nhiều mũi quá. Đây là những công nghệ. Đây là cây ổi, nhưng mà cây ổi này thì bị sâu ấy, bị thối. Ủa, mình sẽ phải thoát ra khỏi đây thôi, nhiều mũi quá. Đây là những hố để họ trồng khoai lang.